Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các cô giáo cùng toàn thể các bé thân mến, trước khi bước vào buổi lễ khai giảng năm học mới của trường mầm non Sư Vũ hôm nay, xin trân trọng kính mời các quý vị đại biểu cùng các cô giáo cùng các bé thưởng thức chương trình văn nghệ. Sau đây xin mời cô Dương Thị Thu Hường lên thể hiện chương trình văn nghệ. Xin trân trọng kính mời cô. Nhân ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, tôi xin hát tặng quý vị đại biểu khách quý cùng các thầy cô, cùng các bậc huynh và các bé bài hát bài ca Người Giáo Viên Nhân Dân. Trên những nẻo đường của tổ quốc xanh tươi, có những loài hoa thơm đậm đà sắc hương, có những bài ca nghe rạo rực lòng người. Bài ca ấy, loài hoa ấy đẹp như em, người giáo viên nhân dân. Tâm hồn em tươi mát xanh như bóng lá vàng, trái tim em đỏ nhiệt tình như hoa phượng vĩ. Như chim bay về khắp miền, em lên đường tung bay sang những thế hệ cháu Bác Hồ. Tự hào như em người chiến sĩ văn hóa, lớn lên trong trái tim quê hương Việt Nam. Bên ánh đèn quyền đã thức bao đêm, dưới chiến hào thêm quang nhiều trận có em. Có như cuộc chia tay dạt dào thì người cầm bút, người cầm súng, người đi xa, hằng nhớ ghi trong tim. Theo em mãi như lớp bao mẫu lý tưởng, tiếng tiêu vang của lịch sử cha ông dựng nước. Em đi theo hạt giống đẹp bao tâm hồn, noi gương anh hùng cách mạng chiếu sáng người. Tuổi trẻ bên em là tương lai tổ quốc, nó hơn lên trang trái tim quê hương Việt Nam. Sao thì người cầm bút, người cầm súng, người đi xa, thầm nhớ ghi trong tim. Tiếng em nói nhìn nhung bao mẫu lý tưởng, tiếng kêu hương của lịch sử cha ông dựng nước. Em đi theo hạt giống bên em là tương lai tổ quốc, nó lên trong chiếc nước quê hương Việt Nam.